Và cái việc mà chị phẫu thuật thẩm mỹ đó cũng đã là duyên nghiệp, mà nó phải bước qua như vậy. Bởi vì ý chí của một con người trở nên mạnh mẽ, kiên định, kiên cường, quyết chiến, quyết thắng, một phần là do gen. Tại sao chị lại dùng cái ngón tay to nhất của mình? Do gen. Đấy là bởi vì cái gen là cái cốt lõi. Sau đó nữa là tới cái ý chí mà bố mẹ cũng như là mọi người truyền dạy mà mình đã lãnh hội được. Và mỗi một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn đó nó lại làm cho cái độ lì của mình nó lì hơn. Bởi vì trong một tài liệu nghiên cứu về tâm lý học thì trong não của chúng ta có một cái thước đo vô hình. Mà mỗi một lần chúng ta chịu đau nó lì hơn chút. Chúng ta chịu đau nó lì hơn chút. Ví dụ cuộc tình đầu tiên tan vỡ, mối tình đầu đau khổ biết bao. Và thề là không bao giờ yêu nữa. Thế riết rồi sau biết bao nhiêu mối tình đau khổ trở nên lì và sai trái. Là tiếp tục yêu. Lại vẫn có thể tiếp tục yêu. Thì cái độ lì trong phẫu thuật thẩm mỹ hay trong quyết chiến quyết thắng nó đều bổ trợ cho nhau nha. Nhưng mà mình phải đi đúng hướng. Lì đó mà phải đi đúng hướng để mình thành công và mình giúp mọi người thành công và giúp cộng đồng xã hội. Trước khi sinh con thì chị không bao giờ nghĩ là sau khi chị sinh con cái cơ thể của chị nó lại bị tàn phá. Chị dùng chữ tàn phá một cách kinh khủng như vậy. Bởi vì những người phụ nữ khác thì hay nói rằng là khi em có bầu em nghén, em ói, em ăn uống được. Nhưng với chị thì đó lại là một cái sự hạnh phúc. Theo như góc nhìn tích cực thì đó là may mắn. Chị nghén ăn và nghén ngủ. Mà không phải là nghén theo kiểu mà nhìn đồ ăn ói, mà nhìn đồ ăn thèm. Em cứ tưởng cứ đúng 2 tiếng chị sẽ ăn một tô cơm như này. Mà thèm thèm tinh bột mới đau, nhưng mà tinh bột trắng nữa em. Cứ 2 tiếng là thèm một tô cơm. Và hồi đó bà vú ở nhà chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là mua đồ ăn đầy tủ mà không kịp đi chợ luôn á. Mà chị là nói không với lại chợ, chị sợ đồ bẩn đó, đi siêu thị cái là đóng từng phần từng phần từng phần. Cứ 2 tiếng chị lại đói, 3 tiếng chị lại đói. Và đúng 32 tuần là con chị đúng 8 tháng, chị lên 26 gần 27 kg. Mà em bé siêu âm là nó nặng 3,7 kg. Bác sĩ nói chấn động. Tại vì thường thường mà 32 tuần 8 tháng là chị nặng có 1 kg mấy thôi. Chứ mà 32 tuần 8 tháng mà 3,7 kg là một cái việc gì đó nó không có xảy ra được. Mà chị ăn quá, mà chị uống sữa cũng được nữa. Cứ một buổi tối như này chị uống một hộp sữa bự như này. Sữa tươi có đường, một hộp bự cả đêm. Thằng bé u nu trong bụng. Thế là mẹ đi đâu có nổi. Mẹ như con khủng long vậy đó, đi không nổi. À, chị có nguy cơ cái này tiểu đường thai kỳ. Phụ nữ khổ lắm, phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ. Tụi em không hiểu được những nỗi đau của phụ nữ tụi chị đâu. Nhưng mà các mẹ coi sẽ hiểu, các chị em phụ nữ coi sẽ hiểu. Và cái chân nó phù lên như một chân con voi đi không được. Tại Lúc vì đấy là chị Văn Mộc lên khoảng bao nhiêu ký, mấy chục ký? 26-27 kg. Và phụ nữ có bầu là Lúc lúc đấy nào chân cũng bị 80 kg. phù. À, gốc của chị là 51 kg, lên 61 kg, 68 kg. Mà bây giờ em đang nhìn chị là chị đang 56 kg, 56,5 kg. 56,5 kg mà em đã thấy chị tròn như này rồi. Mà chị 68 gần 70 kg thì là bằng chị với em cộng lại. Ngồi cái ghế là không vừa, đi qua cái ghế kia mới đủ. Và cái lúc đó thì phải mổ lấy em bé ra. Mà mổ lấy em bé ra thì nó u nu, nó bự vậy này. Nó phải nằm trong lồng kính. Nhưng mà sau đó là những cái chuỗi ngày chị kêu người làm đóng mắt kính lại. Bởi vì chị vẫn tròn vo, chị vẫn tròn y nguyên như vậy. Và chị phải làm rất là nhiều các biện pháp để chị giảm cân. Nhưng mà em tưởng tượng khi một người phụ nữ mà đang mập mà giảm cân nó không có phải như thế này, mà nó nguyên khuôn nó tóp lại, mà mình lại cho con bú, rồi mình lại mỡ mỡ rồi bụng. Em thấy tất cả những người phụ nữ mà sau khi sinh con xong bụng họ đều bị mỡ ngấn xệ xuống. Và chị năm 2004 chị là giải bạc siêu mẫu Việt Nam, mà chị không tưởng tượng nổi là chị
Khi chị cười bộ đồ chị ra và chị nhìn chị trong gương như vậy, thực sự là chị chỉ muốn đập bể cái gương, còn không chị đập bể chị. Lúc đó chị nói là chị không sống như vậy, không có lý do gì chị sống như vậy. Và chị bắt đầu làm việc với một số những bệnh viện lớn để tìm ra một cái liệu pháp tốt nhất cho chính bản thân mình, lấy lại một cái body đẹp nhất cho chị, thậm chí đẹp hơn body hồi còn con gái. Thì chị trải qua một cái cuộc phẫu thuật mà bác sĩ mổ chính thì cũng 8-9 người thay phiên nhau. Và tổng cái ca phẫu thuật đó là cả y tá, cả chợ mổ này nọ là cũng 10+ người. Và mổ trong vòng 10 tiếng và gây mê hồi sức, tỉnh lại 2 tiếng là 12 tiếng. Định hình lại toàn bộ cơ thể từ vòng 1, vòng eo, vòng 3, và tạo hình lại hết toàn bộ. Và thực sự là đẹp hơn chị hồi còn con gái. Sau khi cái cảm giác mà bác sĩ chị nghe bác sĩ gọi trước khi mổ á là truyền mê, tại vì chị mổ nhiều đấy, là để chị biết truyền nước biển và mê á. Thì khi mà bắt đầu chị mới hỏi các ekip bác sĩ đứng xung quanh chị hỏi là em sắp mê chưa, thì bác sĩ chủ tịch của bệnh viện đó là đang truyền thuốc mê, em sắp mê rồi. Và chị vẫn nói một câu NLP, vẫn nói một câu NLP. Chị nói là bây giờ thì em sẽ đi ngủ, chúc các bác sĩ làm việc thành công xuất sắc, hẹn gặp lại mọi người tối nay. Có nghĩa là chị khẳng định chị không chết. Nhưng mà nếu như mà mình nói là tôi khẳng định như vậy thì nó sẽ bị tiêu cực. Mà chị nói là bây giờ thì em đi ngủ, chúc bác sĩ và ekip làm việc thành công rực rỡ, hẹn gặp lại mọi người vào tối nay. Là chị khẳng định đêm nay em sẽ tỉnh và cuộc phẫu thuật này sẽ thành công rực rỡ, không có ý kiến hay cò khác ở đây nữa, không có sự thay đổi. Và tối ngày hôm đó thì khoảng 10:00 mấy 11:00 chị không nhớ, chị không nhớ chính xác. Chị nghe tiếng gọi Vân ơi, chị nghe tiếng gọi rất là nhiều. Và chị thấy rõ ràng luôn là chị đang từ một cái không gian trắng xóa, khói mây mờ mịt. Và chị dò dẫm, chị bước ra tới một ánh sáng loa như vậy đó. Là đôi chị bắt đầu mở mắt ra. Thì là xung quanh của chị có rất là nhiều những cái đèn chiếu ấm. Và cảm giác đầu tiên của chị là cảm giác chị đau đớn kinh khủng khiếp. Và cái cảm giác đầu tiên mà chị cảm thấy đó là đau. Một cái cảm giác đau mà chưa bao giờ chị bị như vậy. Và cảm giác đó kéo dài sau vài ngày. Tuy nhiên là thuốc giảm đau của chị nó được truyền vào một cái máy đặc biệt và nó truyền trực tiếp vào ven đi theo nước biển. Dù là mình có một người gọi là ý chí thép đi chăng nữa thì đau nó vẫn là đau. Thuốc giảm đau thì nó chỉ giảm thôi, bởi vì cái tên nó rất rõ ràng là thuốc giảm đau chứ nó mà là thuốc hết đau. Mà giảm rồi mà còn cái cỡ đó thì không giảm nó cỡ nào. Và sau đó thì chị tiếp tục dùng thuốc giảm đau thêm khoảng 2 tháng, tùy theo cái cấp độ, là đầu tiên là nặng, nó xuống nhẹ được. Và bắt đầu từ lúc đó chị ý thức được một cái điều cực kỳ kinh khủng khiếp. Và chị là một người như thế này nè, là chị đã vấp phải cái gì rồi là không bao giờ chị bị vấp lại. Chị được cái ý chí đó nè. Và cái đó là bố chị dạy chị từ ngày xưa, tại vì ông kể chị rất là nhiều những trận càn của Pháp và của Mỹ, mà nếu như mà sai lầm là chết, sai lầm là bỏ mạng. Và ông đã chứng kiến rất nhiều đồng đội của ông bỏ mạng trong mấy chục năm trời ông đi kháng chiến. Nên là ông dạy cho chị những bí quyết không bị lặp lại sai lầm. Và chị cũng làm áp dụng cái việc đó cho cái cuộc sống của chị, là chị không lặp lại sai lầm. Nên với chị bây giờ cái việc mà chị bị bể phọt hay chị bị mập lên, hay là những cái tác động mà làm cho chị có thể bị ảnh hưởng là không bao giờ. Chị nói không với điều đó luôn. Chị nói không một cách vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt, không. Đâu đó 10+ ngày. Sau đó cũng không tới 10+ ngày, hình như là 8 ngày hay 9 ngày. Thì cái ngày mà bác sĩ tháo băng, thì băng là băng định hình từ trên xuống dưới này.
và mặc cái áo của bệnh viện lên là chị đâu thấy dáng chị đâu. Nhưng khi mà tháo băng thì có một cái bức gương rất là lớn tại cái phòng của chị, thì chị được ưu ái ở phòng VIP, nó cũng đẹp giống như khách sạn 5 sao vậy đó. Chị nói với bác sĩ là chị sẽ nhắm mắt lại để chị không nhìn thấy, và chị sẽ mở mắt ra để nhìn thấy một cái hiệu ứng mới. Nhưng mà trước khi để nhìn thấy cái hiệu ứng của sự xinh đẹp đó, chị phải trải qua một hiệu ứng của sự đau đớn kinh khủng khiếp, đó là khi rút ống. Em tưởng tượng khi mà phẫu thuật thì người ta phải đặt những cái ống to như này, này, nó nằm sâu trong thịt của mình để nó tiết ra dịch mủ. Mà những cái ống như vậy nó gần cả chục cái, mà có những cái ống nó nhét sâu cả nửa mét. Và cái lúc đó là lúc mà chị đứng, chị dựng vào cái rường để cho bác sĩ rút ống, là chị hát cái bài chị có thể nhớ lại vừa mình vừa hát vừa nhớ lại. Chị đang nhớ lại cái bài bài đó là bài của Thiếu Nhi. Cái bài đó là bài mà mẹ chị hồi nhỏ hay hát để ru con của chị. Và có một bài là hồi đó mẹ hay hát để ru chị. Chị hát hai bài đó lẫn lộn trong cái lúc mà đau. Chị hát cái bài là ngày xưa là mẹ chị hay hát cái bài mà ba là không phải, xin lỗi. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Và lúc đó giọng không hát được như vậy đâu, mà là cháu lên ba, rút một cái rẹt là á lên, gồng hát tiếp cháu đi mẫu giáo. Và lúc đó là nhớ thấy hình ảnh của mẹ và con. Lúc đó mẹ chị vẫn còn, con chị mới có tuổi mấy à. Và sau đó thì hình như là chị hát cái bài mà bài này là bài mẹ chị hát chị ru chị hồi còn bé, là một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Và cái giọng này là cái giọng lúc đó. Bởi vì lúc đó đau và khóc. Khóc bởi vì mình phải chịu đựng những cái nỗi đau thể xác kinh khủng như vậy. Khóc vì xót cho chính bản thân mình. Và khóc vì cái sắc đẹp mà mình phải trả giá quá lớn để có được. Và cái giai đoạn lúc ống thì khá lâu nha, mười mấy phút ạ. Tuy nhiên là chị cứ hát như thế. Và bây giờ lâu lâu khi nhớ mẹ chị vẫn hát bài này và chị vẫn khóc như vậy. Nên tất cả những điều đó đều là những cái yếu tố, những cái bức tường thép để giúp chị có ý chí kiên định và mạnh mẽ như bây giờ. Như cái hôm bữa mà nằm bệnh, chị cũng nhớ tới mẹ. Đêm ngày hôm đó thì chị vẫn có cái thói quen là sáng ngủ dậy chị thiền, đứng như chị bình thường. Và tối trước khi đi ngủ chị sẽ thiền. Chị luôn luôn mở nhạc thiền để ngủ, những cái nhạc thiền mà mua gọi là app chuyên nghiệp đúng không ạ. Và buổi trưa khi chị làm việc xong chị cũng sẽ vào để chị thiền. Thì đêm đó chị lại mơ thấy mẹ. Chị mơ thấy mẹ, mẹ ngồi rất là đẹp, mẹ mặc bộ đồ màu xanh, mặc mẹ đẹp đó, hình giống như là hình trong phòng thờ nhưng mà còn đẹp như vậy nữa. Và mẹ chỉ nhìn chị, mẹ cười thôi. À, chị nói cái gì vậy mẹ? Nói một cái gì đó là chị đang kể một cái gì đó đó, xong rồi đùng cái là hình như chị rủ mẹ đi đâu đó. Và rồi chị chợt nhận ra là mẹ nó đã chết rồi mà. Như vậy có nghĩa đây chỉ là một giấc mơ thôi. Và rồi cái hình ảnh của mẹ trong giấc mơ nó tan biến đi. Ngày hôm sau chị có biết cái tattoo đâu, biết em có coi không?
Nhưng mà tự nhiên chị lại ngộ ra thêm một điều nữa, giống như là trong những cái quyển sách của thầy Thích Nhất Hạnh mà chị đã đọc. Đấy là người mất họ, nếu như họ chưa đi qua một cái kiếp mới thì bố mẹ sẽ luôn luôn ở đây. Và cái giấc mơ đó cũng là lúc mà mẹ hiện về và mẹ nói là con hãy cố lên, mẹ vẫn ở đây, mẹ vẫn ở bên con. Và ngày hôm nay khi mà chị thấy em lấy cái bàn này ra thì chị hơi bất ngờ. Nhưng mà chắc là bố mẹ chị muốn như vậy. Bởi vì chỉ có những điều tâm linh vi diệu thì nó mới có thể xảy ra những điều như thế này.